với bố mình sẽ đồng hành cùng hai bạn chó này để đi săn chuột nha các bạn. Kia là Jack, còn đây là bạn là Tô Xoa. Chuột. Đây rồi, thôi nào. Đây. Biết ghê mà ngu như chó. Lần sau thấy chuột á, thôi hít như tao này, mà thấy chuột hang là bươi bươi này, nghe chưa? Biết ghê mà ngu như chó. Lần sau thấy chuột á, thôi hít như tao này. Bố có khả năng đánh hơi giống nó nhá. Bố chỉ dạy nó thôi. Vâng, con cứ tưởng bố đánh được hơi cơ. Chuột ở đồng này khó bắt. Bố con mình đi theo đàn chó này đi. Kiếm một cá bắt.
phá đấy. Đây con cá vàng rồi, đi thả phóng sinh thôi. Đây là con cá vàng, chiều nay bố con mình đi phóng sinh thôi. Con bơi cho nó nhanh. Không còn con nào nữa rồi. Còn mấy con nhiều. Cả đang còn con rồi. Ui, gặp cái đường này cá to thế. Không có con nào rồi. Đó. Thôi bố con mình về thì bóng phóng sinh thôi, không có chết mất con cá vàng kia lắm. Ui, có được rồi. Bỏ ra, 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 bỏ ra. Bây giờ hai bố con mình sẽ đi phóng sinh con cá vàng này. Đây các bạn nhìn đi. Hôm nay hai bố con đi săn chuột mà không săn được chuột thì tìm kiếm được chỗ bắt được mấy con cá. Hôm nay bắt được mấy con cá vàng và mấy con cá thả phóng sinh. Các bạn. Con đưa bố thả bắt con cầm cho bố để bố thả. Các bạn. Đây cá vàng này. Bố bắt mình con cá bắt được vàng con vàng cá vàng. Mình thả xuống sông mình thả xuống sông để đấy nó bơi đi rồi các bạn nhỉ. Tiếp theo là mấy con cá này nữa. Đấy, nó bơi rồi các bạn. Con tới được con tiểu cơ vào ngay. Đây con này to các bạn. Cho xuống sông. Nóng kinh. Nóng kinh với con này nữa. Đây con cuối cùng các bạn nhé. Con cuối cùng nó đẹp nhất rồi. Ui ui. Chạm được. Rồi, bắt đầu. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho bố con nhà mình nhé. Cảm ơn các bạn rất chào nhiều. Chào các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta phải kết thúc tại đây thôi. Chào các bạn.